bạn đã sẵn sàng. Hãy là người kế tiếp mở lối thành công. Hãy trở thành tư vấn tài chính Manulife Việt Nam. Manulife cung cấp cho bạn nền tảng thành công. Gia nhập công ty bạn sẽ được đào tạo chuyên nghiệp từ học viện Manulife. Chế độ đãi ngộ và chương trình tặng thưởng hấp dẫn. Bạn sẽ được hướng dẫn, định hướng rõ ràng theo lộ trình phát triển cá nhân, tăng trưởng đội ngũ. Bạn sẽ được đội ngũ lãnh đạo, kinh nghiệm lâu năm, dẫn dắt tận tâm bằng sự am hiểu kiến thức lẫn thấu hiểu đam mê. Bạn sẽ được hỗ trợ phát triển thương hiệu cá nhân hiện đại và chuyên nghiệp. Bạn sẽ được làm việc trong những văn phòng đẹp nhất, chuyên nghiệp nhất, hòa nhập vào đội ngũ thân thiện, cùng nhau phát triển. Cơ hội cho bạn là không giới hạn. Bạn được tận tâm hỗ trợ trong sự nghiệp để đạt được những danh hiệu cao quý như MDRT. Hãy quét mã và gửi hồ sơ cho bộ phận tuyển dụng ngay nhé. Chúng tôi xin giới thiệu sơ để bạn hiểu thế nào là danh hiệu MDRT nhé. Được thành lập vào năm 1927, câu lạc bộ bàn tròn chữ đô hay gọi tắt là MDRT là một hiệp hội toàn cầu, độc lập gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới trong ngành bảo hiểm nhân thọ. MDRT là một mạng lưới quốc tế có giá trị, hướng tới thành viên gồm những chuyên gia, tư vấn viên về bảo hiểm và dịch vụ đầu tư tài chính hàng đầu, những người phục vụ khách hàng một cách mẫu mực, với những tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức, kiến thức, sự tận tụy và năng suất. MDRT cam kết tôn vinh và phụng sự cộng đồng các thành viên đa dạng, trên tinh thần mọi người đều được đối xử công bằng, không thiên kiến hay phân biệt. Là một tổ chức toàn cầu, chúng tôi đánh giá cao và tôn trọng sự khác biệt giữa các thành viên chúng ta. Chúng tôi tích cực xây dựng các chính sách và thủ tục nhằm bảo đảm tính đa dạng, sự bình đẳng và hòa hợp, vì lợi ích của tất cả các thành viên và ngành dịch vụ tài chính nói chung. MDRT được thành lập bởi 32 nhà quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ phi thường. Mỗi người đều đã có tối thiểu 1 triệu đô la Mỹ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho cộng đồng của mình. Họ mơ về một diễn đàn riêng nhằm hỗ trợ cách thức làm việc chuyên nghiệp, với chuẩn mực cao cho mảng dịch vụ và bán bảo hiểm nhân thọ. Được thành lập dựa trên niềm tin rằng trao đổi ý tưởng khiến ta trưởng thành. Khái niệm đó là để nhận, cá nhân phải cho đi. MDRT đã ra đời từ giấc mơ đó, một hiệp hội quốc tế độc lập và đại diện cho những chuyên gia dịch vụ tài chính giỏi nhất trên thế giới. Lịch sử MDRT. Hội nghị đầu tiên của câu lạc bộ bàn tròn triệu đô diễn ra vào năm 1927, nhân hội nghị của Hiệp hội Quốc gia các chuyên viên đánh giá rủi ro, Dyson Associates of Life Underwriter, tại khách sạn Peabody Hotel, Memphis, Tennessee, Hoa Kỳ. Paul Clark chủ tọa, 32 thành viên tham dự. Hội nghị gồm những quý ông đã bán được ít nhất 1 triệu đô la tiền bảo hiểm nhân thọ. Bà Eleanor Young Skillen, nữ thành viên đầu tiên của MDRT, tham gia một năm vào năm 1928. Vào năm 1930, MDRT có thành viên người Canada đầu tiên tham gia. Đó là các ông A.I. Campbell đến từ Toronto và Brenton S. Brown từ Vancouver. Thành viên hải ngoại đầu tiên, Frank Noble Londis đến từ Sydney, Úc và London, Anh. Cũng trong năm này có thành viên nữ thứ hai là bà Sarah Francis John. Các thành viên Nhật Bản đầu tiên, ông Ayamon Fuji, Shigeo Kinoshita, Akutaro Nakasone và Yasuyuki Oba, tham gia tổ chức vào năm 1931, trải qua nhiều thời kỳ. Vào giữa thập niên 1980, họ nhận thấy cần phải có một cấp độ trung gian trong tư cách thành viên. Vào năm 1985, MDRT chào mừng các thành viên Court of the Table đầu tiên. Đến nay, câu lạc bộ bàn tròn triệu đô, MDRT, Hiệp hội các chuyên gia tài chính hàng đầu, là một hiệp hội toàn cầu, độc lập gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới trong ngành bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính đến từ trên 500 công ty tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành viên MDRT có kiến thức chuyên môn xuất sắc, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp nghiêm ngặt và dịch vụ khách hàng nổi bật. Tư cách thành viên MDRT được thừa nhận trên toàn thế giới như tiêu chuẩn của sự xuất sắc trong ngành bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin trên chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn hào hứng tham gia phát triển sự nghiệp trong tương lai của mình. Để được gia nhập vào hội nghị câu lạc bộ bàn tròn triệu đô, các bạn nhé!